Lộ diện nam nhân phá vỡ nguyên tắc không hợp tác lần 2 với bạn diễn nam của Địch Đệ Nhật Ba. Địch Đệ Nhật Ba và Ngô Lỗi đang là những diễn viên nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Địch Đệ Nhật Ba và Ngô Lỗi hiện đang là cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến sau thành công của bộ phim cổ trang Trường Ca Hành. Mới đây theo một số nguồn tin cho biết, nữ diễn viên xinh đẹp sắp tái hợp cùng với đàn em của mình trong một bộ phim về tình cảm chị em. Cụ thể cả hai đều đang tiếp xúc với một kịch bản hiện đại có đề tài tình chị em và hai bên đều hài lòng với bạn diễn cũ. Đầu năm tin đồn tái hợp của cặp đôi đã từng là chủ đề bàn tán xôn xao của cư dân mạng trong nhiều ngày. Trước đây, mỹ nhân Tân Cương đã từng khiến khán giả phải ngỡ ngàng khi chia sẻ sẽ không hợp tác lần hai với bạn diễn nam. Nếu thông tin trên là chính xác thì Ngô Lỗi sẽ là nam diễn viên chính cùng với Nhật Ba trong hai dự án phim. Cặp đôi Địch Đệ Nhật Ba và Ngô Lỗi đã từng khiến khán giả phải điêu đứng với nhân vật A Thi Lạc Chuẩn và Lý Trường Ca trong Trường Ca Hành hồi đầu 2021. Mặc dù cặp chị em này không có những cảnh hôn mồi mẫn nhưng nhìn chung, tương tác của cả hai vẫn được đánh giá vô cùng cao vì quá đáng yêu và tự nhiên. Tuy nhiên cái kết của Trường Ca Hành dường như chưa làm cho khán giả thỏa mãn. Chính vì vậy, lần tái hợp của Địch Đệ Nhật Ba và Ngô Lỗi được mong chờ hơn bao giờ hết. Trước tin đồn này, khán giả đã có những phản ứng tích cực như sau. Hồng quá đi, cả Nhật Ba và Ngô Lỗi đều đáng yêu lắm luôn. Đầu năm thấy tin đồn đã hy vọng rồi, giờ đọc được bài này, mình xin tuyên bố hỏng phim từ bây giờ. Cuối cùng cũng thấy ba Ngô Lỗi diễn cùng nhau nữa rồi, mong phim sẽ sớm có phản ứng hóa học hơn cả Trường Ca Hành. Vậy chúng ta hãy cùng chờ đón những thông tin mới nhất cũng như màn tái hợp của cặp chị em Nhật Ba Ngô Lỗi trong thời gian tới nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.